Thời gian qua, nhiều nền kinh tế trên thế giới đã quan tâm nhiều hơn đến các doanh nghiệp xã hội nhờ những đóng góp đáng kể và tích cực của họ trong giải quyết các vấn đề xã hội, tạo cơ hội việc làm và xóa đói giảm nghèo thông qua chiến lược kinh doanh sáng tạo và bền vững. Trên tinh thần cam kết của APEC về theo đuổi tính bền vững và bao trùm, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và phục hồi của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Ban Thư ký APEC tổ chức Hội thảo APEC về thúc đẩy doanh nghiệp xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bao trùm, nhằm tạo cơ hội để các nền kinh tế thành viên APEC thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị với APEC về các hoạt động sẽ triển khai trong tương lai nhằm thúc đẩy doanh nghiệp xã hội và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng bao trùm tại các nền kinh tế thành viên APEC. Theo Ủy ban châu Âu, lĩnh vực doanh nghiệp xã hội hiện sử dụng khoảng 40 triệu lao động và thu hút hơn 200 triệu tình nguyện viên trên toàn cầu. Con số này vẫn đang tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1.900 doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu tăng trưởng bao trùm đang hoạt động tại các nền kinh tế APEC. 61% trong số đó được coi là hoạt động bao trùm. 15% là các mô hình hoạt động bao trùm chủ yếu được thực hiện bởi các công ty vừa và lớn trong nước.